sáng sớm em chạy vào cái con đường đồng này nó đẹp quá cả nhà. Trời ơi, hàng dừa xanh ở phía trước kìa, hàng dừa cao ngày xưa, có căn nhà mái ngói, sáng sớm mà người ta đóng cửa sớm quá ha. Ở đây trồng dừa nhiều lắm, con đường cong cong quẹo quẹo. Cảnh quê hương vào buổi sáng hôm nay ở xã Thuận Thành đẹp lắm. Này là khu trong đồng nha cả nhà. Con chó già nó đi làm với chủ à. Em đang đứng ở ngay con đường kênh đại hội nè. Ở ngay đây nó có một cây bông màu tím, cây bằng lăng đẹp lắm. Sáng sớm ong á nó bay lại nó hút mật ở đây quá trời quá đất luôn á. Đứng đây mà nhìn thấy cái cảnh mà cái cây nó to nó lớn, bông nó ra rất là nhiều á, nó cạnh với lại cái con kênh. Thì ở đây mình là xã Thuận Thành của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái tuyến đường làng quê nó nằm ở phía trước đó cả nhà. Thì trong clip kỳ này mời cả nhà cùng tham quan cái đoạn đường phía trước vào cảnh quê ở nơi đây nha cả nhà. Con đường này là chắc có lẽ là con đường làng quê rồi. Nãy giờ đứng ở ngoài đây em thấy không có xe cộ diễn đi chạy tới chạy lui cả nhà, ít luôn á. Đường đá xanh, đường cũng hơi khó đi ha. Trong đây trồng thấy su đũa nè, rồi tre, rồi đồng ruộng ở đây. Chị này sáng sớm chở con đi học và đi làm luôn á, ở trong khu vực này. Sáng sớm mà mình đi trên những cái tuyến đường làng quê, mình cảm nhận, mình hưởng được một cái gì đó gọi là nó trong lành, nó mát mẻ lắm cả nhà. Em rất là thích cái cảm giác mà đi buổi sáng sớm đó, giữa những cái con đường nào mà nó vắng ơi là vắng luôn, nghe cái không khí, cái cơn gió nó thổi qua đó, mình cảm nhận được nó mát mẻ sảng khoái vô cùng luôn. Bên tay phải là con kênh, bên này là con kênh nè, có những hàng dừa bà con mình trồng ở đây. Ở đây là trồng dao gì đây nè, ở đây nguyên cái đám dao rắp cá cả nhà ơi. Dao này dao rắp cá, rắp cá ngon ghê ha, nó tươi trong luôn á. Sáng sớm có dấu hiệu tưới rồi nè, trồng dưới một cái đám ruộng. Ở đây người ta cắt một lõm, hai ba lõm ở đây. Dao này ai mà đặt mối lái đặt người ta mới cắt chứ người ta không có cắt sớm. Cắt rồi để đó đâu có bán được. Đám ruộng này rộng ghê. Tuốt ở phía trong là nhà của một số hộ ở phía trong đồng luôn. Đám ruộng này mình trồng dao giáp cá, mình thu hoạch cũng là một cái nghề ở bên đây. Bên đây trồng lúa, bên đây không có trồng vườn. Đi đầu mùa mưa, đi vào những cái đầu mùa mưa thì những cái đám ruộng nó ương ướt á, nhìn nó đã lắm. Những cái hạt lúa gạo nào mà nó rụng rớt xuống giờ nó lên cây đó cả nhà, nhìn mã một màu mã màu non màu xanh đó, nhìn đẹp mắt vô cùng luôn á. Nhà này căn nhà mặt tiền, có ông cụ nằm trong sáng sớm.
căn nhà chưa xây tô ở đây nữa nè. Xây nhà chưa tô. Dưới quê thường thường thấy cảnh đó đó cả nhà. Trên xì phố thì mình xài, mình cất nhà là mình tô liền à, chứ không có để như vậy đâu. Chú này sáng sớm ra đồng sớm quá ha. Xịt ba cái phân thuốc đồ này kia rồi đó. Xịt thuốc trừ sâu. Trại mọc của bà con mình là cưa cây rồi đó cả nhà, đóng mọc rồi. Con đường làm quê đẹp quá, tuyệt đẹp luôn. Vẻ đẹp là vẻ đẹp của cái hương vị quê hương, vẻ đẹp của cái sự mà gọi là trong trẻo, ít xe qua lại đó cả nhà. Còn những cái cảnh mà đồng ruộng, những cái bụi tre làng đung đưa vào buổi sáng sớm, những cái giọt sương nó còn đọng ở trên những cái tàu lá nữa. Cái đường này nó hơi có một cái chút mà chất bùn á, nếu mà mưa xuống mình có thể ở đây nó hơi lầy cái nhà, hơi dơ, gọi là hơi dơ đó. Mình di chuyển qua lại chứ em nghĩ là nó hơi bị dơ hơn là cái đường nhựa nhiều á, xe nó mau dơ, vô nhà thì mình cũng ngại, mình cũng phải xịt xe rửa xe lại đó. Đây sao cỏ nó cháy hết ha, cỏ mía với lại những cái cây đó. Này các bà con mình xịt thuốc rồi nó mới khô về, cái cỏ nó sống mãnh liệt lắm. Bên đây bụi tre nãy giờ em thấy chạy dài từ trên chạy xuống luôn. Đường này phía trước không biết đi đâu luôn, em cũng chưa vào đây bao giờ luôn. Có những cái cánh đồng chạy sâu vào phía trong nè cả nhà, dàn mớp ở phía trong quá trời, trồng một cái khu rẫy mớp luôn, bông nó nhìn nó vàng ươm néo nèo ở trong. Ở phía trước con đường D kìa, một cái con đường mà không biết đi đâu. Ủa, đường nhựa đẹp luôn á. Có khi nào mình đi rồi không ta? Lúc này đường ở đây nhiều lắm, nó cong cong quẹo quẹo. Đường này không biết đi đâu luôn. Mình chạy cái đường này trước nha cả nhà, chạy đường quê này trước, lát mình sẽ khám phá cái khu vực con đường lớn đó sao. Không lẽ là nào nãy cái chú nãy xịt thuốc cỏ đó, cái thuốc mạ này cho nó ngủm đi rồi bắt đầu mình xạ sao ta. Ở đây em thấy nó tràn úa hết gió luôn nè. Nãy chú cái đám ruộng ở phía trên đó chú xịt đó cả nhà, thuốc đều sâu. Ở đây nè, gieo mạ vậy nè, mạ nó lên lấm chấm luôn đó cả nhà. Ồ, ở xa mình nhìn không thấy rõ đâu. Đó. Mạ này nó lên mọng rồi nè. Bắt đầu nó đâm vô đất á, bắt đầu nó lên. Ta gieo mạ ở khu vực này rồi. Quá trời cánh đồng đẹp quá. Dài tút lút ở chảnh luôn. Để em phóng to lên cho cả nhà mình xem ha. Mình nhìn kỹ mới thấy được. Bên đây có cái vàng gì đây, vàng trồng dưa leo mướp gì của bà con mình ở phía xa. Thấy con cô đứng. Cảnh quê hương vào buổi sáng hôm nay ở xã Thuận Thành đẹp lắm. Này là khu trong đồng nha cả nhà. Con chó già nó đi làm với chủ à. Cái đám ruộng đó là đám ruộng bà mà bằng con mình là xả thiệt luôn á.
chim ở dưới cái đàn. Đám này không biết có xả hay không. Giờ biết mạ nó lên lộn với lại lúa mà nó rớt hồi vụ mùa năm rồi đó. Nó cứ ảo ảo sao á. Em nhìn em cũng không có phân biệt được nữa cả nhà. Kia con cô tàn cuốc, cuốc đất, cuốc đất lại cải tạo để làm lại ruộng khu vực ở nhà mình. Giờ ở đây có cây cầu tre, cây cầu bằng đá chứ không phải cầu tre, kế cái bụi tre, cây xanh xung quanh nhà tre không ha. Bên đây như có cái nhà vườn gì nè cả nhà, trồng rẫy đó, khu này cũng trồng rẫy được, nãy giờ thấy hai ba đám rồi đấy, trồng gì em đang căng con mắt ra em nhìn dữ lắm luôn á, mà nó che hết giáo không có thấy bên trong trồng cái gì hết, theo luống, nó giống như là cái rau trong má vậy đó, không biết phải không, xa quá. Càng vào sâu sâu đường này nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại hả ta. Khu này có một con đường nè, bên đây cũng có một con đường nữa. Quê sáng sớm mở ca nhạc đồ nghe đã quá. Nguyên cả cái nhà vườn to, cây cối xung quanh trồng cây kiểng không. Phượng mà người ta treo lan, ốp lan lên cây phượng luôn. Nó cũng sống nữa. Cái con đường mà tính ra nãy mình đi là bên đây nè, bây giờ mình hẹo nó qua bên đây là đi trái với lại cái con kênh nữa cả nhà. Trời, tưởng nó là không có đường ai ngờ đâu, mà càng vô đây á thì nó lại rộng ra như thế này. Hôm nay trúng mánh rồi, hôm nay khám phá cái khu vực này là hơi bị rộng luôn á cả nhà. Đường xá quá trời quá đất nè. Mà cảnh hơi êm đềm à. Cảnh ở đây nó không có nhộn nhịp lắm. Xe chạy ít lắm. Trời ơi, cái căn nhà kìa đẹp quá, căn nhà đẹp quá. Giữa đồng giữa quê. Rồi mùa này bà con mình xạ lúa rồi, bên đây có một cái đám ruộng xạ nữa nè. Đất ở đây sao nó bùn nó nhão luôn vậy ta, nước nó dữ lắm luôn á, nó mới vậy nè. Người ta bơm vô hay là những cái cơn mưa vừa rồi nó làm cho đất ướt. Trước có anh mình chở xe nước đá ba gác, anh ở chậu này anh mua nè, anh uống anh đi làm ruộng, anh lặt ba cái bùn ngót quá trời. Trong đây có con đường quẹo nữa nè, nó đi đâu vô nhà dân, mấy con đường đó chạy được vào trong á, đẹp lắm. Chú sáng sớm ngồi uống trà quá hạnh phúc luôn, ở dưới quê gió nó hơi có một chút á cả nhà, nó thổi tâm đưa nó mát lắm. Nhà đây có cái ao lớn quá. Đường này em biết đi ra đâu đây. Con chó nó nhìn
nó lú ở cửa trong nhà, nó lú có cái đầu nó ra, nó canh nó làm hết hồn. Cái cửa hàng bán nước đá, cưa nước đá ở trong đây. Ở đây nhiều cái con đường tẻ lắm nha, hồi nãy giờ mình đi qua hai ba con rồi đó, hai ba con đường tẻ tẻ vô đó. Đường đẹp không á, chứ không có đường xấu à, đường đan á. Khu phía trước cái gì mà đông quá ta. Có khi nào là mình đi ra cái con đường lớn hay không cả nhà? Cái con đường mà 826 đó cả nhà. Nó xuống chợ Rạch Kiến á, với lại ngã tư chợ Rạch Kiến rồi lên phía trên đó là khu nghiệp Cầu Tràm không? Cái phỏng đoán nó như vậy. Rồi chắc vậy giờ quá. Ở ngoài đây nè, công ty quá trời nè. Mình đi đại cũng ra tuyến đường lớn nữa. Qua khu này chắc lên rồi đó, lên tới rồi. Lên tới con đường lớn. Một số bà con mình chạy vào đây. Ở đây đang xây dựng cái gì mà nó to dữ ta, hàng xưởng gì đây. Để anh coi coi cái đoạn này nó tới cái khúc nào. Vậy là mình chỉ cần chạy xuyên suốt à, từ ở trong con đường đi H20 ở Thuận Thành ở phía trong ra tới đây luôn. Đây là xã Long Hòa của Cần Đước, ngay đây cây xăng dầu số 07 nè cả nhà. Đó kia là chợ Rạch Kiến nè, hướng phía trên đó chạy một đoạn là tới. Đây là một cái con đường sâu ở phía trong, một số nhà ở đây. Trước này có đám ruộng rộng ghê ha, trồng mấy cây mía này. Đường đan cũng đẹp lắm, nhưng mà vào sâu ở trong đây dữ lắm luôn á. Mấy cây trăm bầu to to không à. Bên đây quá trời quá đất ha, cây nó bự lắm á. Cây trăm bầu mà nó to y như là cái cây mít vậy, nguyên cái lùm luôn. Tre này nó thẳng băng luôn á, trồng biết làm gì. Nhà còn trồng một cái cây đủng đỉnh lùm chuối. Cảnh ở đây còn hoang sơ quá. Đường này trồng rất là nhiều cây ngũ sắc á cả nhà. Ngũ sắc bông rất là đẹp luôn. Ngũ sắc này mình trồng ở đường á. Khu này nó cũng nhiều cái con đường để mình đi ra vào lắm. Mía mía này mía lao. Chào ông làm gì á? Tính ra cái đường này mình cũng vô hai sẹt á, cũng hơi sâu ha. Sâu. Ở đây trồng nhãn đó nè. Nhãn gọt của thằng cháu cái bên. Rồi, thôi có trái luôn. Ây da đã quá. Trời, trái nhãn này nhãn gì vậy? Ông. Gì ủa anh. Đâu, thằng ấy nó mua bên đó, thằng đó. Dạ, để ăn chùm nữa nè. Đẹp quá, quay lại. Lần đầu tiên mới thấy luôn, cây xanh nhỏ quá vậy anh. Có trái mà. À. Có trái đầu tiên. Trái đầu tiên luôn hả? Trái đó. Nhỏ 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 không ha. Tại nó cây nó còn nhỏ, nó còn yếu. Nó chưa có đủ năng sức của nó không? Này 5 2 năm nữa kìa. Dạ. Trái cái đó giờ ta cũng đắt thì dùng chứ đâu có đãi nước mất cây hết. Ủa này là mình bỏ luôn hả? Ý mình nói là bỏ chứ thằng này chắc không bỏ rồi. Dạ. Nhưng người ta nhà vườn với miền Tây thì có đó nó bỏ. Còn thằng này chắc không có đâu. Này nó chủ yếu nó ăn.
Ủa mình trồng này số lượng nhiều không hay là trồng vài cây thôi? Trồng mấy cây đó. Trồng mấy cây nó ăn thôi. À, trồng mấy cây ăn thôi hả? Trời, bên đây thấy còn dữ hơn nữa nè. Nguyên chùm luôn, đã thiệt. Trời, em thấy em mê quá anh. Chắc kỳ này chắc về mua nhãn trồng quá. Có nguyên chùm bờ rồi ba, chụp chùm đó mới đẹp á. Đó. Chụp chùm đó không chụp. Chụp chùm ba không chụp, chụp chùm nhỏ xíu. Cái trái kia nó bự. Trời ơi, nguyên chùm luôn nè. Đó, chùm bự đó, ừ. À. Tao nói nguyên chùm bự đó, chập đi. Chập chùm nhỏ xíu. Chùm bự này nếu như mà nó còn cháy, còn nhỏ. Còn nhỏ mới. À. Còn chùm kia. Mới mua được đây 2 3 cây đây. Trời ơi, cái này nó màu hình như là màu vàng vàng nấu nấu gì á. Nè, đã à. Thằng thấy mẹ nó mới mua được cây 2 cây đây. Em nghĩ chắc ở đây là cây này là cây nhãn lùn rồi. Chứ thường á. Chứ thường thường á. Chứ thường thường nó cao lắm. Mà, nó cao lắm nó mới có trái. Nhãn chiếc mà. Dạ. Nó cao lắm nó mới có trái chứ nó gì. Trái quá trời nếu nẹo. Chiếc mà. Cái xã Thuận Thành này cũng nhiều chỗ đâu có trồng vườn được phải không anh? Đúng rồi. Đâu nó phèn với lại mình trồng không được đó, không có năng sức á. Với lại trồng thắng khu phải có giếng. Dạ. Giờ giếng không cho đóng nữa đâu á. Ai thằng trồng đây có tôi vậy mà tôi nghèo tôi trồng chứ mấy đồng mấy này kêu mướn gia trồng cái trồng như tôi đủ mà tôi cùi sức lắm. Nhà ở đây cũng tôi dán tôi bừa tôi làm chứ hậu mà tôi mày có tiền như mấy này không tôi có không biển bằng. Nhà đồng. Cũng khang trang quá trời ha. Rồi, tôi nghèo tôi có tiền không có tiền tôi dám làm. Dạ. Tôi mà không có tiền đồ, không có tiền tôi khỏi làm gì khác. Không nói làm em thấy ngày sướng hả? Tụi có tay chân thòng hết. Tụi má làm quá năm tháng mà còn bị thòng. Mình làm quen à. Quen thì còn bị thòng. Đất này mình tự cuốc luôn phải không anh? Ừ. Đất này cuốc cũng còn cháo, chinh luôn. Dạ. Trong có cây dừa gì mà nó lùng trái quá trời đó ha. Dừa dâu gì gì đó. Dừa này dừa dâu hả? Dừa dâu gì đó. Trái này trồng ăn ngon á. Một vài thôi là ăn cả nhà rồi. Dừa sao đã quá ta. Nhìn hoài. Em mê ngắm cảnh lắm, ngắm cảnh này kia rồi. Đây nè cả nhà. Trời ơi, cái cây dừa mà lùng ở dưới quê này. Sao nó lùng mà hoài quá trời. Mấy cái giống dừa này giống dừa Mã Lai á anh ơi. Đúng rồi, chim dừa dâu Mã Lai. À. Đó rồi đó. Chứ giờ cái dừa mà nó cao nghều nghều luôn á. Đúng rồi đó. Chứ nó không phải như vậy đâu. Nè, dừa cao nghều nè. Cái đó mấy chục năm rồi đó. Đừng lấy tuổi tôi nữa. Tôi này 50 chắc nói chắc độ 60 70 rồi. 60 70. Mà công nhận sức sống của nó mãnh liệt thiệt ha. Mấy cây dừa đó. Ừ. Nó sống nó bám có gốc có chút xíu mà nó cũng sống lâu nữa. Dài. Dạ sống dài á. Dài lắm. Hồi đó tôi nhà tôi kẹo nguyên vườn bốn phía luôn. À, ngày xưa đúng mình hết. Mình trồng á, mình chờ nó rụng hoặc là mình leo lên mình hái mình ăn không có đúng không? Không. Trời mình quý lắm hồi xưa. Ừ. Còn giờ nhiều khi cho người ta ta không thèm ăn nữa. Thử nít là cho chi vừa mà làm hái đi thôi. Không hái không chặt tôi uống chưa nữa. Dạ. Mà nói vậy nhưng thấy hồi xưa ồ má cha mẹ mình đi liếm dỗ về cái nít mà lớn chi làm bốn má mừng thấy mẹ giờ cho mấy đứa ít thức ăn. Giờ nó dư thức ăn anh ơi. Cho trái cây nữa không mà ăn đừng nó mít bánh ít. Hồi xưa nó cho có hai cái nhiều. Tôi nhớ lúc tôi khoảng 7 tuổi thôi lớp 2 rồi. Dạ. Nhớ mấy anh tôi mười mấy tuổi 20 tuổi hết rồi. Hồi xưa là coi như là mình khắc khe lắm ha. Mấy người già. Dạ cũng đập chết vô đó luôn á. Dạ. Con cái vậy thì có mứt dừa Tết từ sinh mứt dừa chia con miếng 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 có. Trời dừa. Hồi xưa mà trồng những cái cây tre hoặc là những cây me rồi đó, trời sinh trái cũng đã đời chứ đâu phải ai cho đâu. Ủa mà tao phái tao cho không phái không cho nữa. Đúng rồi. Ta. Không có ai mà cho ba cái trái me lên hái sợ hư cây hư trời. Nhánh gì tùm lum tà la hết á. Em cho. Còn nhớ mà. Còn giờ thôi đầy đồng đó muốn hái mày ăn đi. Cho chua nó thèm. Dạ. Ăn vừa giờ nó ăn vừa sáp hơn.
Ủa, mấy cái dừa mấy trăm ngàn xuống miền Tây á. Nghĩ ra mình hồi xưa mình thiếu thốn dữ quá. Từ trái cây cho đến bánh trái, bánh kẹo. Với ai mà chừng 40 mấy tuổi cho lên là thấm hết. À. Chứ mà hắn mười mấy 20 tuổi chưa biết. Con tôi nay mà 20 mấy còn chưa biết cảnh đó. Dạ. Còn chưa biết. Bởi mình cứ ôm khư khư vậy cái mình nói à mày lúc này đầy đủ hết giáo mà không chịu ăn. Nó có biết gì cực khổ đâu mà ăn. Bởi. Dạ. Tụi nay 50 còn bừa tôi làm còn con 20 mấy tuổi xuống hơn tôi. Xuống gấp 10 hơn tôi. Dạ. Đấy xuống cực. Không, tại vì mình ấy mình biết nó cực hồi xưa rồi nên mình dán. Quen. Còn giờ nó đầy đủ rồi nó không muốn làm nữa. Dễ gì làm. Dạ. Mà nói xong không đấy mình nói mình xin lỗi chứ. Nó ra làm được vài độ quá tôi còi 10 ngón tay tôi luôn á. một ngón. Nó làm giống vô vậy nè. Dạ. Gần có được rồi. Nhiều khi thời gian nào nó ngộ ra cái cực khổ nó làm anh ơi. Chứ giờ mình ép nó cũng không làm đâu. Dễ gì. Giờ nó ngồi lộ nó xin lỗi nó ăn học cao nó ngồi trong phòng mới lạnh hơn. Dạ. Mới mình nói thiệt rồi giờ. Còn giờ cũng phải thử ra cút đất như tôi dễ gì cút được. Bởi giờ cái cuộc sống nó khác rồi. Mỗi người nó có một cái thời riêng á anh. Đúng rồi. Bởi mình đem cái thời của mình mà so sánh với thời này cũng không được. Chứ sao? Cuộc sống giờ nó khác hồi xưa nhiều lắm. Bây giờ cái con tôi nó mình dán đi. Giờ tao già sắp sửa tôi già theo nội mày. Mày cứ dán là cái tiền dành dụng bỏ đi. Ủa sau này nó hưởng tao nội mày nghèo, tao cũng nghèo. Mày cứ dán đi. Mày xài tiền ai không muốn xài, ai không biết xài tiền, ai không cần xài tiền. Nhà đó trồng cái que nè, dây đồng que mướt rồi còn nè. Mà em thấy anh như anh sống như vậy sáng sớm anh làm bậy bạ vậy đó, y như là mình tập thể dục vậy phải không? Ừ. Nó khỏe, nó sức khỏe, nó đổ mồ hôi đó. Tập thể dục chưa chắc được mà loại tôi. Dạ. Sức khỏe. Hôm nay tôi làm đây cái bước mưa đầu tiên á. Là tôi đợi hết mưa tôi ra làm á, là 10 giờ tôi làm tới 2-3 giờ sáng tôi vô tôi ngủ. Trời. Nghe thấy bão dốc đâu. Nó mát hay sao, nó mát mình hay sao anh? Mát dễ làm. Dạ. Khỏe nữa. Mà em cũng thấy giờ nhiều người vậy đó anh. Còn qua bên kia bắt đồng bao sao trời mưa hết mưa. Tôi làm tới 10 giờ tối rồi vô ngủ. Mũi không sao anh? Hôm qua tới 7 giờ gần xong rồi, bây giờ tới 7 giờ xong rồi mới vô. Mà giữa đồng gì có mũi không? Không. Trời giữa dòng gió thôi hay mũi con nào đụng. À. Giữa đồng giữa xá này dễ gì có mũi nào. Gặp tháng ngày nước nôi đâu rồi đụng ẩu mũi. Mấy cái cây này là cây gì vậy anh? Trăm bầu. Trăm bầu mà nó cũng tốt ha, nó mục ha. Một cây này là cây tràm. Một hai mùa rồi nó không mục hả ta? Không, mục chứ mà nó lâu lắm. Dạ. Còn cái này còn tràm nè. Tràm này đó mua 13 ngàn cây. Dạ. Cũng bộ á. Thôi em đi luôn anh ơi. Ừ. Trời cảm ơn anh nha. Nói lâu lâu gặp anh trò chuyện cũng ai vui. Phái, tôi đứng đây tôi cùng phái người là nhiều chuyện với tôi, tôi cùng phái tôi dễ lòng. Yeah. Nói chuyện cái quên mệt phải không? Chuyện quên mệt. Nhiều khi mình lạ đó mình ngại anh ơi. Có gì đâu ngại, nhiều người ngại nhà tôi dễ gì. Dạ. Có gì đâu ngại, nghèo khổ chết mẹ, giàu khó thằng ai đâu mà ngại. Ta giàu ta còn ngại vô mày chi nọ tôi mẹ ngoại ai đường gạt tôi. Dạ. Thôi em đi luôn anh ha. Dạ. Chúc anh sức khỏe luôn. Rồi em đi luôn ha. Dạ. Đứng lại nói chuyện với anh ở đây một chút xíu mà cảm thấy vui. Ở dưới quê là có như vậy thôi đó cả nhà. À, họ chia sẻ thật tình lắm. Cái con đường này trồng bông ngũ sắc quá trời luôn, em thấy nó đã lắm, đẹp lắm. Phía trước à, nguyên cái lùm cây nó lớn, nó ra bông nhiều hơn nữa, bông ngũ sắc không khoe sắc vào buổi sáng sớm. Ở cái khu vực này nãy giờ em chạy vòng vòng cả nhà, em phát hiện ra là bà con mình trồng vườn cũng nhiều lắm luôn, trồng vườn trồng rau cải ở đây. Có những căn chòi mà người ta dựng lên để người ta lựa lặt những cái rau đó, thu hoạch từ ở khu vườn vào trong đó đó cả nhà, để đi tiêu thụ đó, đi bỏ mối lái gì đó. Con đường này tới đây chắc hết rồi.
khu bên kia là khu đồng, khu rẫy không, cả nhà thấy không? Trồng lóc quế, rồi trồng rau. Cảnh ở đây đẹp lắm. Chào chị. Chị trồng vườn hả chị? Mình ở đây mình trồng lóc quế không hả? À. Khu này là mình khu Thuận Thành hả chị? Xã Thuận Thành. Dạ. Có mình chị làm hả? À. Dạ. Ôi rộng quá trời rộng ha. Cái bông súng đẹp quá chị. Đâu em chạy thử coi. Em tưởng đâu tới đây hết đường rồi, vô nhà dân rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Em đi luôn chị ơi. Ở đây trồng rau cải không? Cải xen lẫn với lại lá quế. Cái đường này còn đi được. Em tưởng là nãy là mình chạy không được á. Đám vườn của chị trồng nó cặp với lại cái con đường này á cả nhà. Hai chồng chị trồng cũng nhiều quá trời quá đất ha. Nhiều lắm luôn á. Lá mưa nè. Chuối sao người ta đốn hết rồi. Chào chị. Làm vườn hả chị? Vườn này rộng quá trời rộng luôn. Trồng đủ loại hết. Từ hành cho đến cải, lá quế. Chồng chị trên này. Ao này nhiều khi kết hợp nuôi cá nữa. Đẹp quá, cảnh quê đẹp quá. Khu đất đó nó cao quá cả nhà. Nó cao cho bà con mình làm vườn. Còn những cái đám ruộng này nó sẽ thấp hơn nè. Ở đây phèn, phèn nó già khè hả? Nó không được tốt luôn. Khu này chỉ làm ruộng thôi. Rộng thênh thang ha. Nó cũng tùy cái cục đất ở đâu á. Mình trồng vườn nó tốt chứ không phải là mình chọn đại đâu. Nhiều khi trồng không có năng suất á, cái trật ruột hoài đó. Thì bà con mình đâu có làm nổi nữa, đâu có thu nhập nhiều đâu cả nhà. Công cán bỏ ra cực lắm. Mà vườn tược thì rau củ quả nó không tốt bằng người ta đó. Nên cái khu nào mà trồng vườn được là ngon ha. À, tới đây cái ngã ba nè. Đường này chắc hết rồi. Mình chạy đường bên đây. Đường hoa sứ trắng. Nguyên hàng tuyệt đẹp luôn. Đây trồng sứ trắng. Con đường mà trồng nguyên cái hàng rào bông bụt không? Ủa ở đây nhà quê quê không mà ta? Đã thiệt chứ. Cửa bằng gỗ nè. Đường mình bát, trời nó che kìa, kính mít luôn. Nó che mát rượi rượi ông nội ơi. Phía trước xây căn nhà. Những đặc tiệc cưới gì vậy? Đợi nhất ở đây. Mà vàng mướp sao đơn giản quá vậy? Mà bông với nụ nó ra nhiều vô số kể luôn. Cái nụ đó là đem vô luộc chấm với lại nước tương ăn cũng ngon. Đường cong cong quẹo quẹo nó ra tới
ở ngoài xã Long Hòa, ở ngoài đây ngay công viên, công viên Rạch Kiến cả nhà. Nãy cái chị đó nó chỉ trang trại nuôi gà, gà nó kêu thôi nghe nhức cái đầu luôn. Khu này ở nhiều quá, bà con mình ở nhiều quá ha. Như là khu phố rồi đó. Tới đường lớn phía ngoài rồi nè. Tính ra có những cái con đường tắt để mình ra tuyến đường lớn lắm mà mình không có khám phá được. À đây rồi, công viên Rạch Kiến phía bên này nè cả nhà.